quý anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Vinomatic Pro. Thì ngày hôm nay là Thu Hiếu xin được review cho quý anh chị một cái dịch vụ và một cái sản phẩm mới này. Cái mà quý anh chị thường gặp phải mà những cái khi khách hàng mà đến với bên của Vinomatic Pro này mà gọi cho Thu Hiếu này. Đấy. Trước tiên là cái ghế của quý anh chị này. Một là những cái vị khách nào là ghế nó bị hỏng này, nó bị rách nát một phần này, hoặc là một bị bong rộp này, hoặc là đứt đường chỉ này, hoặc là bị hỏng cái gối đầu này. Đấy, chỉ hỏng một phần thôi. Đấy, hoặc là quý khách mà đang thích là cái màu toàn bộ là đang là màu đen như thế này thì quý anh chị là muốn sửa lại và muốn bọc lại cái tông màu này đang là màu kem thành cái màu ghi kem thành cái màu đen hết, thì là bên em là sẽ nhận là làm cái dịch vụ này cho quý khách nhá. Sửa ghế này đấy, và sửa một phần này, sửa toàn phần và sửa cái màu cho nó hợp cùng với cái tông màu quý khách thích đấy ạ. Đấy. Thì như ngày hôm nay thì là Thu Hiếu review chi tiết của cái quy trình sửa của bên em như thế nào để cho quý anh chị được nắm rõ hơn này. Thì này thì là cái dòng xe là mẹt GLB 200. Đấy, thì cái thiết cái này này thì là anh muốn thay cái màu kem này thành cái màu đen cho nó theo đúng sở thích của anh, là anh thích cái màu nó nhã nhặn và nó làm một màu thôi, không quá là phối màu làm gì, và ngồi cái màu trắng này nó bẩn, anh muốn là thay màu đen nó ngồi nó sạch, và cả bốn vách cửa như bên trong nữa thì là nó đang bây giờ đang phối là cái màu kem vào đây mà, thì là anh muốn là thay đi và bọc lại da cho anh là cái da nó màu đen. Đấy. Và hai nữa, theo cái nhu cầu thứ hai của anh nữa là anh cái da ngồi da thật đấy, thường da thật của cái dòng mẹc này thì nó ngồi nó rất là, nó độ bền của nó thì vô tư, nhưng mà về cái độ đàn hồi và cái độ mềm của nó ấy, thì thường nó da thật nó sẽ cứng hơn là da nắp ba, da công nghiệp. Thế thì là anh lại thích là làm một cái loại da nào nó mềm, nó êm, ngồi nó dễ chịu thì em lại tư vấn cho anh làm cái dòng da nắp ba Cotola của bên em. Cái dòng đấy thì rất là ưu điểm của nó là mềm, êm, nhưng mà về thời gian sử dụng của nó thì nó không thể bằng được những cái dòng da thật 100% như cái dòng da này. Đấy, nó chỉ mềm, nó giải quyết được là cái khâu là mềm êm và thời gian sử dụng của nó được tầm cũng rất là tốt, cũng được hơn 8 năm, và dòng xuất xứ là của Italy. Đấy thì đấy là giải quyết được hai cái nhu cầu của anh. Đấy. Thì bây giờ thì em xin quay lại cái cận cảnh cái cả cái quá trình làm. Đấy, về cái dịch vụ sửa ghế này, rồi sửa một phần, sửa toàn phần. Đấy, bọc sửa lại tabi cửa theo cũng đồ đồng màu theo nhu cầu của anh. Đấy thì mời quý anh chị cùng và các bạn là cùng xem hết cái video này của em để tham khảo thêm. Lỡ may là khi quý anh chị mà đang sử dụng cái ghế da đi trên xe ô tô của mình ấy, một thời gian sau lỡ mà có bị rách này một phần như đấy, ví dụ là một phần con này thôi, và một phần các hợp phần bên tựa hoặc là bên lưng này một phần, mà quý anh chị lại không biết là nên xử lý thế nào, thì để anh chị là có thể hình dung được và theo dõi được cả cái quá trình và có thể liên hệ đến cho bên em, thì bên em cũng cung cấp cái dịch vụ đấy. Sửa ghế thì nó cũng rẻ thôi, nó tầm vài trăm nó đến sửa nhiều rồi một vài triệu, đấy là tùy theo cái dòng da và tùy theo cái phần mà quý anh chị muốn sửa, thì bên em là cứ liên hệ trực tiếp cho bên em. Đấy thì đây để quý anh chị cùng xem hết cái quy trình làm đấy, thì là quý anh chị ạ. Cái phần tabi này này thì là quý khách của bên em là cũng muốn bỏ cái màu kem này đi. Cái tabi này là cũng rất là đang là mới, nhưng mà anh ấy vẫn quyết định là bỏ đi để nó cùng màu cái màu đen để nó hợp với cái mệnh của anh ấy. Đấy, thì đây quý anh chị xem nhé, toàn bộ cái này nó chuyển màu kem sửa thành màu đen hoàn toàn luôn. Thì bây giờ là anh chị quý anh chị là xem hết cái theo dõi tiếp này, đi qua cả cái quá trình bên em làm này, thực tế luôn.
Thế sau là 2 ngày, ngày thứ hai thì bắt đầu nhà em là sửa xong cái ghế này cho khách rồi. Thế thì bây giờ thì mời quý anh chị và các bạn là cùng xem cái sản phẩm mà đã sửa xong. Đấy. Nó hoàn toàn là may giống như zin luôn, như zin 100%, may rất là vừa, ôm khít luôn và không để lộ những cái dấu vết mà bên em đã sửa này. Đấy. Bình thường như là những cái đấy, nhìn nhá, cái đây là đường may may đè bên ngoài này. Đấy. Đây là may dấu bên trong rồi. Nhìn hoàn toàn là không có lộ liễu một cái gì. Ghế là hoàn toàn là ghế cũ sửa nhưng mà thành ghế mới hoàn toàn giống như zin. Mà càng những cái đời mà của mẹt như thế này thì đời rất là cao cấp, thì là cần cái đường may nó rất là nó may nó nếu mà sửa thì nó cũng sẽ khó hơn những cái dòng thông thường, bởi vì lúc nào đường may nó cũng phải giấu bên trong nhìn nó mới đẹp, và cái may may đè bên ngoài thì kỹ thuật nó cũng phải cần cao cấp thì mới làm được. Thì nếu như mà các bạn, các quý anh chị, các bác này có những cái dòng mà xe sang mà không thích màu hoặc là đang phối thì muốn là sửa thành cái một màu, hoặc là nó bị bong rộp hoặc bị nứt một số phần, thì quý anh chị mà cần sửa thì đem đến đây, bên em sẽ nhận sửa cho quý anh chị. Để lên một cái bộ ghế rất là sang xịn đẹp. Đây này, đây này, cái này anh ấy theo cái đúng cái nhu cầu của anh ấy, là anh ấy muốn là thay cái phần tựa lưng này này và cái đáy ngồi này là một cái lớp da là nó rất là mềm và nó ngồi làm sao để nó mát, nó thoáng, nó không bị bí bách. Tại vì trước là những cái phần da cũ đấy của anh ấy là cái màu nó, một là màu trắng, nó màu kem nó vừa bẩn, hai nữa là về cái độ mềm và cái độ mềm này và cái độ thoáng là không có. Thì bây giờ là đến em sửa này, vừa tiết kiệm được chi phí và hai nữa là bọn em có may một cái da đục lỗ để tạo cái độ phăng thoáng khí cho cái bề mặt ghế, và hai nữa là cái chất liệu là em sử dụng được cái chất liệu da nappa, nappa của da thật Ý ấy, thì ngồi nó rất là mềm êm, nó mềm hơn cả cái dòng da thật của Anh Quốc, nên là đầu đúng cái tiêu chí của anh yêu cầu lúc đầu. Thì là quý anh chị cứ xem, đây là cái phần tapi cửa này. Đấy, cái tapi cửa lúc đầu là nó là màu kem cùng với cái màu nhựa này, nhưng mà bây giờ anh ấy quyết định là sửa cái bộ ghế màu đen là một màu thôi, anh không thích cái màu kia nữa, thì là bên em cũng sửa lại này. Đấy, từ xong là từng đường may này, đường may đôi này, giống điểm nhấn này, zin nó mới hoàn toàn luôn. Thì lên cái bộ đen này nó cũng rất là nhìn nó rất là sang trọng, và nó cũng rất là sang trọng và lịch sự, nhìn nó rất là đẹp. Đấy, nó phù hợp với cái xe của anh, phù hợp với cái nhu cầu sở thích của anh ấy. Để các bác xem này, bác nhu cầu có muốn cái nhu cầu mà muốn bọc lại cái tapi cửa này thì đến đây thì bên em cũng nhận làm bọc lại cái tapi cửa cho các bác như này. Đấy. Chị nào mà ghế da bị rách hoặc bị bong rộp hoặc bẩn hoặc xấu muốn thay lại một phần mà không muốn vứt lại cái bộ ghế da, cả cái bộ ghế da này đi, thì nó chỉ hỏng một phần thì chúng ta là cứ đem đến chỗ em thì em sẽ sửa một phần, thì tính tiền một phần đấy thôi thì nó rẻ, nó tiết kiệm được cái chi phí. Mà cái những cái phần khác thì đang dùng đang rất là mới và nó cũng không đáng để bỏ đi, thì cho các quý anh chị thì đến thì em tư vấn thì vẫn thì cứ để lại dùng thôi, em sửa lại cho thì lại lên một bộ ghế làm mới và ngon ngay. Thế thì
Nếu như quý anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp đến em là 0916 này 816 393 hoặc là số hotline là 0913 651 544 thì để được em trực tiếp tư vấn và báo giá luôn cho quý anh chị. Và hai nữa là quý anh chị cần thắc mắc hoặc là cần tư vấn gì thì là bình luận ngay trực tiếp dưới cái video này thì em sẽ giải đáp cho quý anh chị vào một cái video mới nhất lần sau. Đấy, và những cái vì những cái quý anh chị nào mà trước giờ mà chưa theo dõi kênh YouTube của bên em thì bây giờ thì quý anh chị nhấn đăng ký kênh giúp em, thì cả ekip bên em là sẽ quay và giải đáp những cái câu hỏi mà quý anh chị thắc mắc, và em luôn cập nhật những cái mẹo này, những cái thông tin, những cái câu hỏi này, những cái mẫu này, những cái báo giá. Và đặc biệt là khi mà có cái chương trình khuyến mãi bên em chỉ áp dụng cho riêng kênh YouTube này thôi. Đấy. Thì là những cái kênh khác là bên em không có chạy chương trình, chỉ có áp dụng riêng cho những cái vị khách thân quen mà đăng ký kênh YouTube này, em là sẽ biết được những cái thông tin khuyến mãi sớm nhất, gửi cho anh chị những cái phần quà, những cái combo là lớn nhất. Đấy, mà rồi là anh chị là biết được cái thông tin và đến làm là nhanh nhất và nhận được những cái món quà là lớn nhất từ OneTech Pro gửi tặng đến quý anh chị. Đấy, thì bây giờ là em xin kết thúc cái video của ngày hôm nay tại đây. Thì em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị vào một video mới nhất lần sau. Xin chào.